Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Long Thịnh Web Trong video này, mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái công thức để giúp cho các bạn viết bài, xây dựng nội dung trên blog, trên social mạng xã hội hoặc là các bạn tìm những ý tưởng để phát triển cho cái nội dung website của mình Nếu các bạn là chủ doanh nghiệp công ty, thì mình tốn rất nhiều chi phí để thuê nhân viên viết bài hoặc là mình thuê những cái đội ngũ bên ngoài để viết những cái bài viết, viết những cái nội dung để mình làm marketing Ngoài ra mình phải quản lý được những cái nội dung bài viết đó nó không được copy từ nơi khác khi mà mình index ở Google thì website mình nó sẽ không bị phạt về trùng nội dung. Hoặc là nếu các bạn là dân marketing thì mình cũng muốn tốn rất nhiều thời gian để mình ngồi mình lên ý tưởng, mình tìm hiểu nội dung sản phẩm, mình tìm hiểu về các chủ đề để mình viết bài. Ngoài ra bạn còn phải có kỹ năng viết bài, hoặc là mình phải có kỹ năng về ngoại ngữ để mình viết những cái nội dung tiếng nước ngoài. Thì để không bị bí ý tưởng hoặc là mất nhiều thời gian, chi phí thì trong video này Long sẽ giúp cho các bạn có được một cái công cụ giúp chúng ta để chúng ta không cần phải đau đầu, không cần phải suy nghĩ và giúp cho chúng ta thoải mái hơn trong cái việc làm marketing, viết nội dung, xây dựng blog, xây dựng mạng xã hội, làm video, tất cả những cái nội dung liên quan về marketing. Thì công cụ này nó sẽ liệt kê tất cả các dàn ý, những ý chính hoặc là viết những cái bài đăng hoàn chỉnh để cho mình đăng lên blog hoặc là mình đăng lên mạng xã hội mà mình không cần phải tốn thời gian ngồi viết bài. Và đặc biệt các công cụ này AI nó sẽ tự viết cho mình theo cái yêu cầu về tiêu đề, về mô tả, về đối tượng xem, về lĩnh vực, về từ khóa. Nó sẽ tổng hợp những cái yêu cầu của mình. Nó viết cho chúng ta một cái bài viết hoàn toàn riêng biệt, độc nhất, không đụng mới bất kỳ cái nội dung nào trên mạng. Để khi mà chúng ta đăng bài lên thì bài đăng của mình sẽ không bị đánh bản quyền về trùng nội dung. Rồi bây giờ Long sẽ hướng dẫn mình chi tiết từng phần để các bạn biết cách tự tay viết ra cho mình những cái bài viết để mình phát triển cái nội dung marketing của mình. Trước khi bắt đầu thì bạn đừng quên bấm bấm nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất mà Long đã chia sẻ trên kênh. Rồi bây giờ các bạn truy cập vào longthinhweb.com.ie để mình vào công cụ AI này để Long hướng dẫn mình từng phần để xây dựng được cái nội dung bài viết cho mình. Rồi các bạn truy cập vào longthinhweb.com.ie Tiếp theo các bạn kích vào phần Start for free để các bạn đăng ký cho mình một cái tài khoản. Rồi các bạn kích vào sign up with Google rồi, ở bên trái nó có rất là nhiều cái công cụ như là blog, social media, youtube tool, sale tool và rất nhiều công cụ phía dưới này. Trong khung khổ video này Long sẽ hướng dẫn mình hai phần, đó là blog tool và social media. Các bạn có thể tìm hiểu thêm những cái công cụ ở phía dưới này. Nếu các bạn không rành về ngôn ngữ tiếng Anh, các bạn kết chuột phải, mình bấm vào dịch sang tiếng Việt. Thì ở đây nó sẽ dịch tương đối qua tiếng Việt cho mình để mình dễ hiểu hơn. Rồi, ở đây nó có các công cụ như là viết blog, công cụ truyền thông mạng xã hội. Nếu các bạn làm về YouTube thì mình sẽ tìm hiểu những cái công cụ về gợi ý, tiêu đề, lập từ khóa hoặc là tạo nội dung video hoặc là nó tạo những cái kịch bản thì nó có đầy đủ ở trong công cụ này. Hoặc là nếu các bạn làm về viết lách hoặc là nội dung trong web công cụ email thì nó có rất là nhiều công cụ ở phía trên này. Các bạn có thể kích vào mình tham khảo thêm. Đầu tiên Long sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng công cụ viết blog thì ở trong này nó sẽ có những phần như là ý tưởng chủ đề đề cương nội dung hoặc là hình ảnh tóm tắt thì nó có rất là nhiều công cụ này nhưng mà mình sẽ đi qua những phần chính trước tiên mình sẽ lên ý tưởng cho chủ đề blog của mình khi mà các bạn làm một cái chủ đề blog như là thiết kế website kiếm tiền online hoặc là mình viết những bài viết về cái nội dung sản phẩm của mình thì các bạn vào cái phần là công cụ viết blog mình vào phần là ý tưởng chủ đề blog ở các phần ý tưởng chủ đề blog ở phần trọng tâm hoặc vị trí thì mình sẽ nhập cái lĩnh vực hoặc là cái yêu cầu của mình vào đây. Ví dụ Long sẽ nhập là thiết kế website bán hàng. Khi mà các bạn nhập cái nội dung về lĩnh vực của mình vào đây, các bạn bấm vào tạo nội dung. Rồi ở bên này nó sẽ liệt kê cho mình những cái nội dung và những cái từ khóa về cái lĩnh vực mà mình yêu cầu. Ở đây nó sẽ liệt kê cho mình 20 cái ý tưởng nội dung về từ khóa. Ở đây nó có phần là keyword. Rồi cái phần tiêu đề rồi cái phần intent Cái phần keyword là cái từ khóa mà khi mà các bạn viết bài để khách hàng tra cứu Ở đây nó sẽ liệt kê những cái từ khóa mà tìm kiếm nhiều thông dụng Thì nó liệt kê ở đây Ví dụ như là thiết kế website bán hàng, bán hàng trực tuyến, website bán hàng chuyên nghiệp Thì những cái từ khóa này được tìm kiếm như trên Google nó sẽ ưu tiên hiển thị ở đây Cái phần xúc ghét và lock title là những cái tiêu đề mà nó gợi ý cho mình Thì ở đây tiêu đề nó đang hiển thị phần tiếng Anh các bạn có thể copy cái tiêu đề này. Các bạn vào phần Google Dịch rồi mình sẽ dịch cái tiêu đề bằng tiếng Anh này sang tiếng Việt thì mình sẽ có được một cái tiêu đề để mình viết một cái bài viết về chủ đề là thiết kế website bán hàng. Tương tự ở dưới đây, các bạn có thể áp dụng những cái tiêu đề. Các bạn có thể ứng dụng những cái ý tưởng tiêu đề ở trong này để các bạn viết cái nội dung về website bán hàng của mình. Rồi bây giờ mình sẽ tắt dịch sang tiếng Việt, mình để lại phần tiếng Anh. Rồi tiếp theo các bạn vào phần blog outline. Ở phần block outline này nó sẽ liệt kê ra những cái ý chính, những cái thể chính trong cái bài viết của mình. Ở đây là mình sẽ nhập cái tiêu đề mà mình cần viết. Ở phần more setting, phần ngôn ngữ, nếu các bạn viết cái bài viết này về ngôn ngữ nào thì mình sẽ chọn ngôn ngữ đó. Rồi ở đây mình sẽ chọn là ngôn ngữ tiếng Việt. Các bạn kéo xuống mình chọn là Việt ngữ. Các bạn bấm vào query content, nó sẽ liệt kê ra những cái ý chính trong bài viết của mình. Thì từ những cái chủ đề chính này các bạn viết chi tiết hơn để mình tạo ra một cái bài viết theo cái dàn ý này. Cái ý chính nó khá là đầy đủ, nó có cả phần là câu hỏi thường gặp. Các bạn sẽ dựa vào cái sườn này để mình phát triển tiếp cho cái nội dung bài viết của mình. Rồi bây giờ Long sẽ hướng dẫn mình qua phần là blog content. Rồi ở phần này các bạn sẽ viết cái bài viết theo cái tiêu đề của mình. Theo cái blog outline tức là theo cái chủ đề mình đã làm ở bước 2. Rồi các bạn quay lại cái phần là blog outline. Các bạn copy cái nội dung ý chính rồi các bạn quay lại cái phần block outline Mình sẽ dán vào phần số 2 Rồi mình sẽ copy cái phần tiêu đề Rồi mình sẽ dán vào đây Tiếp theo ở phần là more setting Ở trong này nó có hai phần Là cái phần friendly và phần language Language là cái ngôn ngữ mình cần viết Thì ở đây mình sẽ chọn là việt ngữ Rồi còn cái phần tool Ở trong này nó sẽ chọn cái kiểu mà mình viết Rồi mình sẽ bấm dịch sang tiếng Việt ở đây nó có các kiểu như là thân thiện, chuyên nghiệp, tự tin, thuyết phục. Thì tùy những cái lĩnh vực mà các bạn viết bài thì mình sẽ chọn cho nó phù hợp. Rồi ở đây Long sẽ chọn là chuyên nghiệp. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang lại tiếng Anh. Rồi khi mà nhập cái tiêu đề, rồi những cái sườn ý chính, rồi setup xong phần ngôn ngữ, các bạn bấm vào Create Content để nó viết cho mình một cái bài viết rồi như vậy là nó đã viết xong cho mình cái bài viết theo cái tiêu đề của mình, theo cái dàn ý chính và cái ngôn ngữ thì từ cái bài viết này mình sẽ tiếp tục chèn những hình ảnh vào và mình đang lên website của mình thì mình sẽ được một bài viết độc quyền không có đụng bất kỳ nội dung nào trên mạng rồi các bạn vào Google rồi mình sẽ search Google là tra nội dung trùng lập small rồi các bạn kích vào cái phần là kiểm tra đọc văn small các bạn quay lại bài viết của mình mình sẽ chọn một cái đoạn này mình sẽ dán cái nội dung văn bản của mình vào đây rồi sau đó mình bấm chết tôi không phải là người máy rồi các bạn bấm vào kiểm tra đạo văn ở đây nó thông báo cho mình là cái bài viết của mình là độc nhất nó không có đạo văn hoặc là nó không có sao chép bất kỳ ở nội dung nào trên mạng thì các bạn có thể yên tâm Google nó sẽ không đánh bản quyền nội dung trùng lập vào bài viết của mình ngoài ra các bạn còn một cách nữa là mình sẽ vào phần Advanced Blog Post thì ở trong này mình sẽ tùy chỉnh cái bài viết lên blog của mình. nó có những phần là blog title. ở phần thứ hai này nó sẽ hỏi mình là viết cho ai xem, đối tượng nào xem. rồi ở phần thứ ba là mình sẽ nhập cái từ khóa vào cái phần này. ở phần cuộn khâu này thì mình sẽ giới hạn số từ mà con ai này nó sẽ viết. tiếp theo cái phần more setting thì nó sẽ chọn cái kiểu mà mình viết. rồi bây giờ mình sẽ nhập vào phần tiêu đề. rồi mình sẽ copy phần tiêu đề, mình dán vào đây. rồi tiếp theo cái phần đối tượng mình sẽ nhập là khách hàng rồi mình sẽ nhập là người dùng website rồi tiếp theo ở phần cây quật mỗi cái đối tượng các bạn cách nhau bởi dấu phẩy tiếp theo là cái phần cây quật thì ở đây mình sẽ nhập từ khóa thứ nhất là thiết kế website bán hàng các bạn nhập dấu phẩy để mình ngang cách từ khóa thứ hai là thiết kế website rồi ở phần quật khô thì mình sẽ chọn là bài viết của mình từ 500 đến 1000 từ cái phần more setting mình sẽ chọn cái kiểu là friendly tiếp theo các bạn bấm vào create content thì nó sẽ viết cho mình một cái bài viết dựa theo những cái tiêu chí này của mình. Rồi mình sẽ tắt bớt những cái phần này đi. Rồi tiếp theo các bạn bấm vào query content. Rồi AI nó sẽ viết cho mình một cái bài viết theo những cái tiêu chí mà mình nhập vào đây. Rồi trong con AI này nó sẽ miễn phí cho mình khoảng 2000 từ. Nếu mà các bạn sử dụng nhiều hơn thì các bạn nâng cấp ở cái phần là subscribe. Rồi mình sẽ mở phần subscribe lên. Các bạn kết cho phần up plan. Ở trong này gói cơ bản là 19 đô một tháng gói pro là 79 đô một tháng thì ở dưới này nó có những cái thông số về số lượng từ trong một tháng hoặc là các bạn mua theo năm khi mà các bạn mua theo năm thì gói star nó là 15 đô một tháng và gói pro nó chỉ có 69 đô một tháng rồi các bạn quay lại cái phần viết bài thì khi mà các bạn nhập cái yêu cầu thì còn ai nó viết cho mình một cái nội dung hoàn chỉnh theo cái yêu cầu của mình rồi như vậy là mình đã có một bài viết để mình đăng lên website của mình thì chỉ cần vài phút thôi thì mình đã viết xong một bài viết, nó cực kỳ nhanh và tiện lợi. Rồi bây giờ Long sẽ hướng dẫn cho mình tiếp theo qua phần là viết bài đăng trên mạng xã hội. Các bạn qua phần mà Social Media Tool. Ở trong này nó có rất là nhiều kiểu mạng xã hội như là Facebook, Instagram, rồi LinkedIn, Pinterest, tất cả những mạng xã hội hiện tại nó đều có ở trong này. Khi mà các bạn chọn phần All in Social Post, rồi Long sẽ copy cái tiêu đề của mình. Rồi mình sẽ dán vào đây. Tiếp theo, ở phần setting mình sẽ chọn ngôn ngữ viết là tiếng Việt, mình chọn Việt ngữ. Rồi các bạn bấm vào create content ở cái phần bài viết Facebook. Ở đây nó sẽ tạo cho mình một bài viết Facebook, nó có những cái icon hoặc là theo cái chuẩn thông dụng để các bạn đăng bài lên Facebook. Tiếp theo bài đăng Instagram thì từ một cái chủ đề AI nó tạo ra cho mình những cái bài viết để mình đăng lên tất cả các mạng xã hội theo cái định dạng và theo cái chuẩn. Hoặc là các bạn vào trực tiếp, ví dụ như mình vào phần Facebook post ở trong này là các bạn sẽ dán cái phần tiêu đề vào thì mình sẽ định dạng lại cái ngôn ngữ thì nó sẽ viết cho mình một cái bài viết về Facebook bot hoặc là các bạn vào phần Tiniver bot thì nó sẽ viết cho mình một, một bài viết để các bạn đăng lên Tiniver thì ở đây mình sẽ nhập cái tiêu đề vào rồi cái phần Word Mode mình sẽ chọn một cái tâm trạng ở trong này nó có rất là nhiều tâm trạng nếu các bạn không rành về tiếng Anh các bạn kích chuột phải mình chọn là dịch sang tiếng Việt ở trong này mình thấy nó hiển thị rất là nhiều kiểu về bài viết như là tâm trạng hài hước hoặc là nhiều thông tin truyền cảm hứng. Mình chọn một cái tâm trạng. Rồi ở tiếp theo cái phần đối tượng, mình sẽ nhập cái nhóm đối tượng mình cần. Ví dụ mình sẽ nhập đối tượng là sinh viên, rồi người đi làm. Sau đó các bạn bấm vào tạo nội dung thì nó sẽ tạo ra một cái nội dung bài đăng trên TV World theo những cái yêu cầu mà mình nhập vào. Ở phía dưới này nó có nhiều công cụ như là YouTube hoặc là công cụ SEO thì các bạn có thể tìm hiểu thêm ở những phần dưới này. Rồi video hướng dẫn sử dụng công cụ AI để viết bài, đăng blog, đăng mạng xã hội. Mình xin phép dừng tại đây. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì cho mình xin một like, một share và bấm vào đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất mà Long đã chia sẻ trên kênh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.